Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp từ sàn OKX nhận token khao nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả, thứ nhất mình các bạn phải sự kiện nó diễn ra nè các bạn. Thì các bạn chỉ được quyết sẽ nhận được 50 token rau nè. Thì mỗi tài khoản mới nhận được 150 token khao nè. Mỗi tài khoản cũ thì được 100 token khao nha bạn. Để hoàn thành tất cả câu trả lời các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link thư mô tả, thứ nhất các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn OKX nha các bạn. Khoan. Rồi các bạn copy lại một cái UID sàn OKX nha các bạn. Thì với điều kiện các bạn đăng ký và KYC level 2 nha các bạn. Mình cũng đang KYC các bạn. Mình KYC level 1 hoàn thành thì còn level 2. Rồi thì các bạn nhấp vào ba chữ cùng nữa các bạn. Các bạn đăng ký, các bạn vào đây mà về vào một xác minh thì các bạn xác minh level 2 nha các bạn. Rồi các bạn copy cái UID giúp mình các bạn. Rồi tiếp tục thì 172 các bạn back up ra, các bạn trở về một info hôm nãy nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống thì các bạn join vào kênh Telegram group nó các bạn. Vô đầu tiên. Rồi các bạn bắt cái UID hồi nãy các bạn copy nãy này các bạn. Sao kết này. Này 02 đúng. 12 đúng rồi. Rồi bạn bấm nút tiếp nha các bạn. Tại sao lại lâu quá các bạn? Tiếp tục thì các bạn click cái phần link thứ hai mình, các bạn các bạn vào follow tờ Twitter của nó, các bạn follow rồi like và retweet là một viết của nó các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình là tờ Twitter của nó các bạn, là cái bài OKX này nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Để nhận được 50 token khao nha các bạn. Sau khi các bạn chụp màn hình xong, các bạn gửi lên tạp cho nó nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút tải lên nè. Rồi tiếp tục thì đáp án thì mình để dưới phần link mô tả cho các bạn dựa vào mà các bạn chọn các bạn. Câu 1 là đáp án A nè. Mình không có biết nó có đảo câu hỏi không các bạn. Đáp án câu 2 thì các bạn chọn giùm mình là Phan Trading Fee. Rồi các bạn chọn Trading Fee Ram câu B nè các bạn. Câu số 3 thì các bạn chọn vào token này nè các bạn, CANV nè các bạn, CONV. Câu cuối cùng, đáp án câu cuối cùng. Câu số 5 là Confidence. Câu số 4 là sẽ mang gì ta? 1, 2, 3, 4, 5. Ủa 5 câu à? Thì mình đúng rồi. Câu 1 là câu số 2. Câu 1 là câu A nè các bạn. Câu 2 là Trading Fees. Câu số 3 là khao nè. Câu số 4 các bạn chọn vào mình Reset Atelier nha các bạn. Rồi câu số 5 các bạn chọn khao Valency. Các bạn bấm gửi đáp án vào đây phần link mô tả cho các bạn hết rồi. Các bạn dựa theo mà trả lời thôi các bạn. Rồi các bạn chỉ việc gửi link form này là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 150 token khao trên đây cũng từ sàn OKX đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.